Huyện ủy huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thông tin về việc khai trừ đảng đối với hiệu trưởng trường, trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 do đã vi phạm các quy định lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng tới người khác sử dụng trái phép tài sản của nhà nước nhằm trục lợi. Trước đó, trên một số phương tiện truyền thông đã phản ánh về tình trạng bữa ăn bán chú không đảm bảo chất lượng có dấu hiệu bớt xén của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Huyện Bắc Hà đã thành lập tổ kiểm tra và xác định thông tin này là có cơ sở tiến hành hồ sơ chứng từ kế toán tổ kiểm tra đã ghi nhận không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh nhiều hồ sơ nhập xuất công khai chưa được hiệu trưởng nhà trường ký nhận nhiều bảng kê khai nhận xuất hàng hóa thực phẩm chưa được hiệu trưởng ký phiếu chi tiền mặt không có số không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị người nhận tiền bảng nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng Cùng với đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, cũng đã có đơn từ chức nhận trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội.